Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hát và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để cài server 1.18.2 ở trên hệ điều hành Linux. Thì đây là một hệ điều hành vô cùng hữu dụng cho các bạn ngoài cái Windows ra. Thì tuy nhiên thì cái hệ điều hành này sẽ yêu cầu các bạn phải có một cái trình độ nhất định về cách sử dụng máy tính cũng như là cái trình độ sử dụng bàn phím của các bạn bởi vì đa số những cái thứ mà các bạn sẽ làm ở trong cái video này sẽ thông qua đó là nhập lệnh chứ không phải là sử dụng cái con chuột như chúng ta đã thường dùng ở trên cái Windows của các bạn thì mình đã sử dụng nó khoảng một hai tuần nay rồi và mình thấy cái hệ điều hành này rất là thích hợp nếu như các bạn muốn sử dụng về cái server bởi vì nó khá là nhỏ nhẹ cho nên là các bạn sẽ có thể không tốn quá nhiều win dung lượng như là các bạn cài một cái hệ điều hành Windows và các bạn sẽ không cần phải trả tiền cho nó để có thể sử dụng cái bản quyền bây giờ mình sẽ đi vào cái video của ngày hôm nay luôn nha thì trước mắt chúng ta sẽ cần phải cài Java cho cái server của chúng ta y chang như cái mà chúng ta làm ở trên cái hệ điều hành Windows các bạn có thể bấm vào Java gạch version để xem coi là cái Java của chúng ta đã được cài đặt hay chưa thì ở trong cái trường hợp của mình mà mình chưa có cài cái Java cho cái máy tính này thì các bạn có thể thấy đó là phiên bản mình đã cài lần trước đó là Java số 11 tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần Java số 17 hoặc là cao hơn thì các bạn sẽ sử dụng câu lệnh đó là sudo apt và gạch get và các bạn sẽ ghi là install và các bạn sẽ ghi cái phần tên java đó là open jdk 18 set jre và cuối cùng đó là headless thì sau đó các bạn bấm enter và các bạn nhập mật khẩu cho cái máy tính của các bạn vào và nó sẽ bắt đầu quá trình cài đặt. Thì quá trình này sẽ tùy thuộc vào tốc độ mạng cũng như là tốc độ máy của các bạn. Thì máy của mình nó sẽ không có quá chậm cho nên là cái quá trình cài đặt này sẽ diễn ra đâu đó khoảng từ 1 tới 2 phút hoặc đôi khi là sẽ thấp hơn rồi thì sau khi mà các bạn đã cài Java xong thì các bạn sẽ chỉ cần bấm lại set Java gạch version để kiểm tra xem là cái phiên bản Java của chúng ta và các bạn có thể thấy đó là từ 11 nó đã lên thành Java số 18 và như vậy là các bạn đã làm xong cái việc đó là cài Java nó sẽ nhanh hơn so với việc mà các bạn làm ở trên Windows đúng không cái này đó là mình khá là thích ở trong cái phần sử dụng hệ điều hành Linux Ok, bước tiếp theo mà chúng ta sẽ làm đó chính là tải cái server của chúng ta về. Tương tự như những video lần trước, mình sẽ tiếp tục sử dụng đó là Paper. Thì Paper là một cái server tối ưu hóa tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Thì các bạn sẽ có thể tìm thấy cái link tải nằm ở dưới phần description và các bạn chỉ cần bấm vào đó là các bạn tới vào cái trang mà mình đang nhìn ở đây. Và các bạn chỉ cần click vào các phần build mới nhất thì ở thời điểm hiện tại lúc mà mình quay video đó là phiên bản 277 thì các bạn chỉ cần click vào đây là nó sẽ tự động nó tải xuống cho các bạn các bạn sẽ không cần phải lo nghĩ gì nữa rồi thì sau khi mà các bạn đã tải được cái file server của chúng ta về thì bây giờ mình sẽ phải tạo một cái nơi để lưu trữ những cái file đó thì ở đây mình sẽ tạo một cái file nằm ở ngoài phần desktop để cho các bạn dễ nhìn mình chỉ cần click chuột phải chọn new folder và các bạn đặt tên cho nó thì mình sẽ đặt tên cho nó là server và bây giờ mình sẽ mở cái folder này lên và chúng ta sẽ bỏ cái thư mục mà chúng ta vừa mới tải xuống về vào trong cái thư mục server này rồi thì sau khi tải xong bây giờ mình sẽ cần một cái file để có thể kích hoạt cái paper này lên các bạn có thể double click vào cũng được tuy nhiên thì mình khá là không thích cái giao diện của cái paper đó mình thích cái phần mà trong phần Terminal này của mình hơn bởi vì mình đã quen sử dụng nó rồi thì các bạn có thể click chuột phải chọn Open Terminal để nó đi thẳng vào trong cái thư mục này luôn và bây giờ các bạn sẽ tạo một cái file để có thể đọc giống như là cái file run.bat tuy nhiên thì chúng ta sẽ không sử dụng run.bat mà chúng ta sẽ sử dụng một cái đuôi khác thì các bạn có thể ghi đó là gedit để chúng ta tạo một cái thư mục Text Document à, và các bạn đặt tên cho nó thì ở đây mình sẽ đặt là run và cái đuôi của chúng ta sẽ không còn là .bat nữa thì nó sẽ trở thành đó là đuôi .hh thì cái file này đó là file shell để giúp cho chúng ta điều chỉnh nó Và các bạn chỉ cần click enter Thì nó sẽ tự động nó tạo một cái file Và nó sẽ tự động nó mở lên cho chúng ta luôn Thì đây là một điều khá là hay Thì tất cả những gì mà các bạn cần nhập vào trong cái file này Đó là hai dòng duy nhất Đầu tiên đó là thăng vào dấu chấm thang Sau đó các bạn sẽ ghi là set bin, set bash Để giúp cho nó hiểu được cái ngôn ngữ Ở trong cái file này Và tiếp theo chúng ta sẽ ghi đó là java Cách ra gạch jar Và cách ra tên của cái file chấm jar Mà chúng ta vừa mới tải về thì các bạn có thể copy nó bằng cách click chuột trái vào một lần sau đó các bạn bấm nút F2 để có thể mở cái khung này lên hoặc các bạn có thể bấm chuột phải chọn rename và các bạn copy toàn bộ cái này bao gồm cả cái đuôi .jar nữa và các bạn chỉ cần click chuột phải chọn copy và các bạn quay trở lại cái file run của chúng ta và các bạn click chuột phải chọn paste để dán cái file này vào và các bạn phải thêm cho mình một cái phần đặc biệt đó là cái no gui để giúp cho cái giao diện của thằng .jar đó không hiển thị lên trong quá trình sử dụng cái này của chúng ta và cái phần này chúng ta sẽ không cần sử dụng phần post nữa bởi vì nó sẽ không có ở trong cái file terminal của chúng ta và cái file terminal này sẽ vẫn giữ nguyên để giúp cho các bạn để có thể kiểm tra được xem coi là server của chúng ta có gặp lỗi gì hay không à, và điều này khá là hay hơn so với việc chúng ta sử dụng cái file .bat đó rồi sau khi xong thì các bạn chỉ cần bấm xếp lại và các bạn cái này đi thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái terminal các bạn chỉ cần ghi đó là bash cách ra tên của cái file mà chúng ta vừa mới tạo đó là run.sh và bây giờ nó sẽ bắt đầu nó tải những cái file cần thiết về và nó sẽ ngưng server của chúng ta lại thì như các bạn có thể thấy đó là fail to load property cũng như là fail to load cái điều khoản người dùng cuối thì đối với cái file server.properties thì các bạn sẽ không cần phải lo bởi vì nó sẽ tự động tạo lại còn đối với cái file điều khoản người dùng cuối thì các bạn sẽ phải mở nó lên và các bạn điều chỉnh từ false thành true để giúp cho cái server biết được là ok mình đã đồng ý với cái điều khoản người dùng đó và các bạn sẽ phải chạy lại cái câu lệnh đó là bash run.sh để có thể khởi động server của chúng ta lên và cái quá trình tạo server này sẽ tùy thuộc vào máy của các bạn như các bạn có thể thấy đó là mình đã tạo xong trong vòng khoảng 7 giây và bây giờ cái server của mình đã có thể chạy được bình thường. Rồi thì sau khi xong thì các bạn có thể mở cái file server.properties này lên và điều chỉnh cái phần đó là online mode thành false để giúp cho người chơi không mua bản quyền có thể tham gia vào cái server của các bạn. Thì mình đã nói điều này ở trong mỗi cái video làm server của mình rồi. Tuy nhiên thì các bạn vẫn cứ gặp lỗi thì các bạn có thể kiểm tra lại xem coi là các bạn có chỉnh nó thành false hay không nha. Và các bạn có thể xem cái video ba lỗi thường gặp khi tạo một cái server của mình để xem là các bạn có gặp một trong những cái lỗi mà mình liệt kê ở trong cái video đó hay không và sau khi các bạn điều chỉnh xong các bạn chỉ cần bấm vào nút save và các bạn cuối cùng đó là tắt cái này đi và các bạn khởi động lại cái server của các bạn và bây giờ mình sẽ vào game để xem coi là cái server của mình có hoạt động đúng như là những gì mình mong muốn hay không và các bạn có thể thấy đó là mình sử dụng phiên bản 1.18.2 để có thể đăng nhập vào trong cái server này thì sau khi mà các bạn vào trong cái server này các bạn sẽ bấm vào nút direct connection hoặc add server điều đó không quan trọng quan trọng là cái phần server address này các bạn sẽ ghi cho mình đó là localhost mở server ở trong cái mạng nội bộ thôi chúng ta sẽ không mở ra trong ngoài cho nên chúng ta sẽ không thể nhập cái IP khác được và sau đó là các bạn chỉ cần đi vào trong cái server này thôi các bạn có thể nhìn thấy được ở đây đó là cái server của chúng ta đã chấp nhận người chơi này và bây giờ mình đang kết nối vào trong cái server của mình rồi như các bạn có thể thấy đó là mình đã đi vào trong cái server này và mình có thể bắt đầu chơi game được rồi thì nếu như các bạn muốn người chơi chơi chung được bằng cách sử dụng hamachi thì các bạn có thể xem cái video hướng dẫn tạo server hamachi à, tuy nhiên thì thì cái hamachi ở trên cái ubuntu này sẽ khá là khó cài đặt thì các bạn có thể tìm hiểu cách cài đặt trên google hoặc là trên youtube gì đó thì mình sẽ có làm hướng dẫn ở trong những cái video lần sau ok thì đó là cái video của ngày hôm nay nếu như các bạn thấy video này hay thì các bạn có thể bấm vào nút like và nếu như các bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc gì thì các bạn có thể comment bên dưới mình sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất à đừng quên là bấm vào nút subscribe để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.